Chỗ này là chỗ nào hả chị Nhung ơi? Hả? Chỗ này này, gọi là gì? Đến nhà chị là Tân Phú Trung, Củ Chi. À. Đấy, cái nhà bên tay phải, tay trái nè. Cái hẻm này đẹp phết nhờ. Đấy. Nhiều thùng rác. Xích lên này. Rất là cái nhiều. Cổng trên kia. Sạch, sạch đấy. Xuống đang ngập nước. Vâng. Rồi đây. Ui giời ơi, này 600 mấy chục nghìn đây này. Đấy, thấy chưa? Ôi, biệt thự này. Ui giời, ôi. Cái cổng nó rất lớn rồi. Này. Xuống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi đang có mặt ở đường Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, thuộc huyện Củ Chi. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được tham quan một cái vườn lan của một quản trị viên hội Lan Kiếm Lá Cứng miền Nam, là chị Kim Nhung Dương, là nick Facebook chị Nhung. Và bây giờ tôi sẽ đi vào trong giàn lan của chị ở bên trong kia để tôi chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh rất là ấn tượng và rất đẹp trong giàn lan của chị Nhung. Bây giờ đang là buổi chiều vào lúc 15 giờ 26 phút ngày 28 tháng 9. Và đây là cổng vào nhà chị Nhung. 228/10B đường Nguyễn Thị Lắng, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung. Đây là trong sân của nhà chị. Và như ở đây thì có một số những cái công trình đang còn làm dang dở, chưa có hoàn thiện. Chúng tôi đi đoàn hôm nay là của Hội Hoa Lan Xuyên Việt và kênh Hoa Lan TV mới tổ chức offline. Đấy, đây là khung cảnh ở bên trong cái sân. Và rất là nhiều những cái hình ảnh rực rỡ, chút nữa tôi sẽ truyền tải đến các bạn. Và ngay ở sân là một cái cây bằng lăng. Một cái cây bằng lăng, và ở đây thì ghép những cái cây thủy tiên, hay còn gọi là cây kiều trắng. Và ở duyên dưới gốc thì tôi thấy có một cái bụi gọi là bụi lan ống điếu. Đây các bạn ạ, bụi lan ống điếu nó đang bám rễ ở trên cái cây này. Đấy, thì cái cây này nó cũng bị bong vỏ đây, và cái rễ nó cũng bong ra luôn. Thì nhưng mà đây, bộ rễ này các bạn này, đây nó bám rất là khỏe luôn, và cái cây lan nhìn nó có vẻ hầm hố. Cái cây này thì nó khá là khó ra hoa các bạn ạ, có nhiều người trồng hoài luôn nó không ra hoa, lá nó cứng lắm các bạn này, cực kỳ là cứng luôn. Thì cái cây này muốn nó ra được nhiều hoa, sai hoa thì nó phải nhiều nắng. Ở đây thì trong giàn của ở đây thì trong vườn chỗ này chị Nhung chị không che gì luôn, kệ nó luôn. Đấy, và cái hoa này đã tàn rồi các bạn. Ở bên trên là một cái bụi hoàng lạp. Đấy. Đây là nick Facebook của chị Nhung. Nick Facebook là Kim Nhung Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì như ở đây thì các bạn đã thấy là trong cái buổi off của kênh Hoa Lan TV. Đấy. Rất là nhiều những cái hình ảnh tươi đẹp. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một số những cái hình ảnh đẹp hơn nữa. Tuyệt vời hơn. Những cái cây mai chiếu thủy ở đằng này là có một cái hồ cá koi. Hồ cá koi và sen. Cây xương rồng bát tiên các bạn ạ, đang nở hoa này, để ngay ngoài sân luôn. Rồi mai vàng. Cây này là cây lộc vừng các bạn. Một cây lộc vừng ở trước cửa. Bên cạnh cây lộc vừng thì có một cái cây khế. Cây khế đang có quả đây. Khung cảnh ở đây rất là lãng mạn. Ở đằng xa xa đây là những cái cây lan cắt cành các bạn. Ở đằng này là cái
sân có cây một cây vú sữa, hai cây xoài và một cái cây dừa đang ghép rất là nhiều lan lên. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ một số hình ảnh cái cây dừa, lan bám dừa. Cây phượng vĩ các bạn ạ. Phượng vĩ đang bám lên cây dừa này. Cây dài dài đây ạ. Đây. Đấy. Còn đây là cây sóc ta. Cây sóc ta nó bám lên cây dừa này, khỏe, bộ rễ khỏe thật. Đây các bạn, rễ đẹp lắm, đó. Tôi thấy là cái việc trồng lan ghép lên cây dừa này là quá đơn giản luôn. Mình chỉ mỗi là lấy một cái miếng sơ dừa này, bó vào cái gốc. Sau đó bắn ghim gắn nó vào thôi, thế là nó bám vào thôi. Rồi chờ nó ra rễ. Đó. Còn ở đây là một cái gốc cây vú sữa rất là lớn mà gắn ở trên này rất nhiều kim điệp. Cũng ghép kim điệp lên trên gốc vú sữa này. Rồi phi điệp hay còn gọi là giả hạc. Ở đây thì cây vú sữa này rất là thoáng các bạn nhé. Cây này là tán của nó gần như là không bị tỉa hết rồi. Đấy. Thoáng lắm. Và những cái cây lan ghép lên cây vú sữa này trông nó có vẻ rất là dại nắng. Nó vàng, thân nó vàng tươi luôn này, vàng. Nhìn nó có vẻ mạnh mẽ không các bạn? Lá nó cũng vàng luôn. Nhìn nó hầm hố mạnh mẽ. Đấy, không có che nắng luôn các bạn ạ. Ở dưới tán cây bình thường thôi. Ngoài ra thì ở đằng kia là có một cái gốc. Có một gốc xoài, một cái cây xoài lớn. Và đây này. Những cái chùm hoa đen rô. Ở trên cái gốc xoài này thì tôi còn thấy cả vảy rồng, ống điếu đen rô ghép lên gốc xoài luôn. Các bạn thấy cái mầm nó lực không? Cái này gia chủ ghép lên đây chỉ để chơi thôi. Đấy, ui dồi. À, cái thân, cái giả hành, cái vảy rồng to, mập thù lù một cục luôn. Nhìn nó mướt mát, nhìn nó khỏe. Và những cái cây đen rô ghép ở trên cái gốc xoài này nó cũng rất là khỏe. Đằng này có một cái bụi kiếm cực kỳ khủng. Ôm xoài, kiếm ôm xoài. Cái bụi kiếm này nó phải tầm 60kg, 70kg. Rất là khủng luôn các bạn. Sợ 70kg không hết đâu, phải hơn ấy. Đấy, ở đây còn có một cái trụ ngọc điểm. Cũng không che luôn đấy các bạn. Ở đây đâu có che nắng gì đâu, cho nó ăn nắng luôn. Thế mà nó lên đẹp không các bạn này. Cái cây ngọc điểm hay còn gọi là cây nghinh xuân. Ở miền Trung gọi là nghinh xuân, ngoài Bắc thì gọi là đai châu. Đấy, tôi thấy để ý thấy là cái góc này nhá. Cái góc này là nó ít nắng hơn nên cây đẹp hơn. Còn cái góc ở bên ngoài nó nhiều nắng quá, nó thừa nắng nên cây nó hơi xấu một chút. Có một cái điều rất là tuyệt vời, đấy là chị Nhung là quản trị viên của một hội lan kiếm lá cứng miền Nam. Thì khi mà mình bước chân vào trong giàn của chị Nhung, trong vườn của chị ấy, là mình thấy rất là nhiều các cái cây kiếm cực kỳ đẹp luôn các bạn. Với bản lá rộng và cái giả hành của nó phải nói là cực kỳ lớn luôn, như to bằng cả bàn tay của mình này. Và cái bản lá thì 5 đến 6cm lận, có thể là to bằng cả bao thuốc lá luôn ấy. Đấy. Ở bên này mình sẽ thấy là có một cái bụi kiếm mà bản lá của nó cực kỳ lớn và cái giả hành của nó thì choáng váng luôn các bạn ạ. Nhìn hầm hố lắm. Những cái chậu kiếm ở đây thì rất là nhiều các cái tên tuổi. Rất nhiều các cái cây kiếm tên tuổi.
Thì các bạn muốn biết được là những cái cây kiếm này là cây kiếm gì thì chắc là phải giao lưu trực tiếp với chị Nhung ở trên Facebook, hoặc là trong hội Lan Kiếm, hoặc là trong hội Hoa Lan Xuyên Việt. Tại vì chị thì cũng hay đăng cái bài, những cái bài chia sẻ và những cái bài khoe những cái hình ảnh lan đẹp. Ở đây tôi thấy có một cái bụi lan kiếm, cái vòi lan, vòi hoa dài thườn thượt luôn. Đây các bạn, cái vòi hoa này nó phải dài khoảng tầm suýt 1 mét. Dài lắm. Đấy, cái bụi kiếm này thì nó gần tàn rồi. Hoa cũng rất là thơm các bạn ạ. Ở đây mình thấy cái kiếm này như trồng có cả phân chuồng này. Phân chuồng này. Trồng bằng than vụn các bạn ạ. Than vụn rồi, à đâu, đây là đá chứ. Đá này, than vụn, phân chuồng. Có cả phân tan chậm này, phân trì á, phân xám này, phân trì tan chậm. Rồi đây là phân gì đây, phân chùn, phân này là phân phân cá thì phải. Phân tròn tròn viên nhỏ nhỏ này khả năng là phân cá. Ở đây có một bụi lan kiếm nữa. Ở đây thì chị Nhung chị trồng bằng cái này tôi nghĩ là phân bò. Đây là vỏ thông vụn. Cho thêm ít vỏ trứng. Đấy. Ồ, bộ rễ đẹp lắm các bạn này. Bụi kiếm nào tôi cũng thấy có tí phân chuồng hết các bạn ạ. Đây là một cái bụi kiếm sần. Hình như cái bụi này vừa nãy chị nói là cây phan chí thì phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tép, 10, 12, mười mấy tép luôn. Bản lá là phải nói là cực rộng luôn này. Nó vào tầm khoảng 6 cm. Quá tuyệt vời luôn. Giò lan kiếm nhiều quả nhiều. Wow. Cái bụi kiếm này, cái cây các bạn. Điện thoại tôi này 6 8 cm nhá. Này, cái giả hành to bằng cái điện thoại luôn. Cái lá này bản lá này 7 cm. Dễ sợ không các bạn. Cái này chắc là vẫn để đây để chơi thôi, chưa có giao lưu đâu nên là các bạn không nên hỏi làm gì cái này. Những cái cây kiếm lá mềm, cái cây này gọi là cây kiếm xích ngọc. Còn kiếm này là kiếm lô hội. Đây là đặc trưng của một cái bông kiếm lô hội này các bạn. Cái lưỡi nó có cái sọc ngang, à dọc dọc đấy, sọc xuống này, đó. Còn cái bông bicolor thì nó khác. Nó không có những cái sọc như này. Đấy, và cái bụi kiếm lô hội này, cái giả hành nó cũng bự thế chứ. Đây. Nếu mà nhìn vào cái giả hành thì mà nói được là kiếm này là kiếm gì thì chắc là không đoán được đâu các bạn. Vì giả hành này nó to. Thậm chí là so với những cái cây kiếm bình thường, cây kiếm tiên vũ bình thường nó còn to hơn luôn đó. Đấy, bản lá của một cây kiếm lô hội thì nó nhỏ hơn cái kiếm tiên vũ một chút. Nhưng mà cũng rất là khó nói các bạn. Vì cũng có những cây kiếm tiên vũ nó cũng nhỏ lắm. Cây này giống như cây lộc bắc ấy nhỉ. Phải không anh Minh? Nhờ. Yeah. Nhìn nó đua ngọn mà nó dài. Không phải. Không phải lộc bắc. Cái lộc bắc này nó như nào anh? Đây cái này bầu này, hoa bầu này. Cái chỗ khuyến này nè. À. Cái khuyến này nó vô như hàm cá mập á, à. Sâu trong đây nữa. Nó khoét sâu hơn là cây lộc bắc. Nó vô sát trong mới là lộc bắc. À. Đấy.
Hôm nay tôi lại đi cùng với anh Hoài Phong, Phó Thư ký Hội Hoa Lan Xuyên Việt, và anh Minh, Quản trị viên Hội Hoa Lan Xuyên Việt. Anh Minh, cái nick của anh Minh là Lan Rừng Bảo Lộc. À xin lỗi, Vườn Lan. Lan Vườn Bảo Lộc, Lan Vườn Bảo Lộc chứ. Các bạn chỉ cần gõ cái nick đó là sẽ thấy. Ở đây tôi thấy có những cái cây này như cây tam bảo sắc này, ghép ở trên một cây xoài luôn các bạn. Và nó bám rễ nên cái xoài rất là chắc. Các thể loại dendro luôn các bạn. Màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Dendro thì tôi chưa có rành lắm, nhưng mà sau này từ từ tôi sẽ sưu tầm những cái giống này về để chơi trong vườn cho nó vui. Hoa rất là bền mà lại rực rỡ nữa. Giá cả thì nó cũng mềm lắm các bạn ạ. Chơi cái này rất là hay đấy. Ở bên cạnh nhà là có một cái giàn mướp các bạn ạ. Nhìn tình lắm, rất là duyên luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ra đằng sau. Đằng sau già là đằng sau. Đây, những cây chùm ngây đây các bạn này. Cái cây chùm ngây này rất là bổ. Ngày trước tôi cũng tính làm kinh tế bằng cây chùm ngây này. Ở trên chương trình Sinh Ra Từ Làng của kênh VTV6 có một cái video clip quay về một cái nông dân giàu lên, thành công, sinh ra từ làng ấy, từ cây chùm ngây. Các bạn muốn tìm hiểu tác dụng của cây chùm ngây như thế nào thì các bạn có thể tham khảo thêm. Các bạn chỉ cần gõ chùm ngây phát thôi là nó hiện ra rất là nhiều những cái thông tin về cây chùm ngây. Và bây giờ mình sẽ đi ra đằng sau, cái khu vực giàn lan ở đằng sau. Wow. Ở kia có anh Trần Bá Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Bá Ninh. Rồi anh Kiệm, giám đốc kênh Hoa Lan TV. Bây giờ mình sẽ đi ra đằng kia để mình xem là tình hình đằng kia như thế nào các bạn nhé. Có cả một vườn ổi thì phải. Cái vườn ổi này đang ra trái và mình đã bọc lại bằng cái bịch. Ngoài này hoa thơm quá các bạn ạ. Không biết là hoa gì mà thơm vậy ta. Wow, những cái cây vũ nữ hương dừa. Hay là thanh đạm hương dừa nhỉ? Nói chung là nó có chữ hương dừa. Đấy. Và ở đây là có những cái chậu lan Cù Lao Minh. Tôi thực sự rất là thích cái bông Cù Lao Minh. Cái bông Cù Lao Minh này nó có cái màu xanh cốm. Và cái sắc thái hoa của nó nhìn có vẻ rất là tươi sáng. Cái bông này thì nó, nếu mà xét về góc độ chấm điểm thì nó chưa có được điểm cao. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Cái bông này cái môi nó vẫn còn hơi nhăn các bạn. Tôi đã thấy có những cái bông Cù Lao Minh mà cái lưỡi nó phẳng và nó hở xuống một chút, và cái môi của nó rất là mịn luôn. Đấy. Cây này là một cây lan đặc hữu của Việt Nam các bạn. Hôm vừa rồi thì chị Yến Lê ở trên Hội Hoa Lan Xuyên Việt có viết một cái bài về cây Cù Lao Minh rất là chi tiết. Các bạn có thể lên trên hội, các bạn gõ Yến Lê Cù Lao Minh là nó ra cái bài phân tích về cây này rất là rõ luôn. Ở đây là một cái sạp. Cái sạp này cũng làm cũng lâu rồi các bạn. Và bên dưới là có nước đây này. Đấy. Ở bên kia thì anh Kiệm, anh ấy đang tác nghiệp với những cái kiếm. Tôi đánh quả lẻ thôi. Đánh lẻ bên này thôi. Đi một mình như con sói cô độc vậy đó các bạn.
Đấy. Cái này là cây lan gieo hạt này. Nhìn đã các bạn. Những cái hột phân xanh này. Phân tan chậm. Đấy. Thì kỹ thuật trồng cái này tôi đã chia sẻ nhiều rồi. Các bạn có thể xem lại những cái video clip hôm trước. Ở đây mình sẽ thấy là có những cái chậu ổ quạ, hay còn gọi là ổ phụng. Ở dưới lá đây này, có những cái hàng này. Cái hàng này là hàng bào tử. Mình gọi nôm na là hạt đi. Khi nó vỡ cái những cái này ra thì hạt nó sẽ bay khắp nơi. Và nó sẽ mọc khắp nơi luôn đấy các bạn ạ. Cái này nó mọc nhiều lắm, vườn nhà tôi nó mọc thì thôi rồi luôn. Ở cái khu vực này là trồng ngọc điểm. Đặc biệt là nước ở bên dưới rất nhiều. Cây ngọc điểm là cực đẹp luôn đấy các bạn ạ. Ở trên chỗ tôi thời tiết nó lạnh và độ ẩm nó thấp, cho nên trồng cây này nó kém lắm. Nhưng ở đây trồng độ ẩm tốt, nhiệt độ cũng ấm áp, cho nên là những cái cây này, như cái giống lúc ban đầu thì nó kém, nhưng mà sau này cây nó phát này các bạn này. Cái lá về sau đẹp hơn lá trước là nó phát này. Ở đây chị còn cho cả sơ dừa này, vỏ thông này trộn với sơ dừa đó vào trong cái chậu. Bộ rễ nó cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn. Thì mỗi một cái video clip của tôi là quay về một cái dàn, thì mỗi một dàn sẽ có một cái kỹ thuật, một cái phương pháp khác. Đấy, miễn làm sao mà đạt hiệu quả trồng trọt và hiệu quả kinh tế là được. Mình học được nhiều điều, mình nhìn thấy nhiều phương pháp, chứ mình cũng không phải là mình áp đặt và mình áp dụng một phương pháp. Mình phải thiên biến vạn hóa đi. Đấy, ở đây thì rất là nhiều các loại lan kiếm, đủ thứ hết, hàng trăm loại luôn đấy các bạn. Thì các bạn đón xem cái clip về kiếm của anh Kiệm nhé. Hôm nay tôi sẽ không quay nhiều về kiếm ở đây, vì anh Kiệm đã quay rồi. Nhưng về cơ bản thì những cái chậu kiếm này, tuy là trong cùng một dàn, nhưng mà mỗi một chậu trồng một kiểu. Đấy, như chậu này là ngoài phân bò, vỏ thông, còn có cả cho chấu, chấu om. Đấy. Rồi chậu này. Chậu này là phân bò này, rồi có cả phân tan chậm, phân trì này. Đấy. Và cái bụi này thực sự là mướt. Cực kỳ mướt luôn. Và cái chậu này các bạn, có mỗi một cái lỗ ở dưới đáy thôi. Đấy. Thì ở đây á, sau khi mà mình đi một vòng như này, mình mới phát hiện ra một điều. Kiếm mà trồng ở trong những cái chậu mà kín ý, ẩm tốt, giữ ẩm tốt, thì các bạn sẽ thấy là bộ rễ của nó không có chổng ngược lên trời. Ở đây là những cái bụi kiếm mà tôi thấy là trồng mà nó ẩm ấy, là có nhiều phân hữu cơ thì cây nó lên rất là đẹp. Và cái bộ rễ của nó là không có bị phi lên trời nhiều. Đấy. Một cái vòi hoa kiếm đang nở rất là dài các bạn ạ. Dài lắm. Và màu sắc rất tươi luôn. Đây là một cái bông tiên vũ đẹp. Cái này thì nó sắp tàn rồi các bạn. Không, cái đó là nó sắp đẹp. Không, nó cháy lắm. Đẹp tuyệt vời. Cánh đều tăm tắp luôn. Bay. Sáng màu. Đấy. Ồ. Bón phân chuồng thì nó có hơi bị nhiều cuốn chiếu một chút đây các bạn này. Cuốn chiếu này. Đấy. Thì thời gian vừa qua có một số bạn hỏi là dùng cái gì để diệt cuốn chiếu. Thì các bạn có thể dùng cái Regen. Regen là thuốc diệt kiến. Hoặc là dùng thuốc nhúng mùng Fendona. Hoặc là dùng thuốc diệt cuốn chiếu, chuyên dụng để diệt cuốn chiếu. Ở cửa hàng dụng cụ cây cảnh.com của anh Kim Giáp. Dụng cụ cây cảnh.com có một cái sản phẩm chuyên diệt cuốn chiếu mà hôm trước tôi đã chia sẻ với các bạn.
Đấy thì các bạn có thể liên hệ với cái số điện thoại của anh Kim Giáp, có ở trên trang web dụng cụ cây cảnh.com đó, để các bạn mua nếu mà các bạn muốn diệt cuốn chiếu. Vì là cái thuốc đấy thật sự nó là tiếng nước ngoài không à, tôi cũng không đọc được luôn. Ở đây có cái cẩm cù. Cẩm cù này không phải lan nhé các bạn nhé. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều hội cẩm cù. Đây còn có cả cẩm cù đột biến lá sọc đây này các bạn này. Các bạn thấy đằng sau tôi không ạ? Phía xa xa kìa. Anh Hà Văn Kiệm, kênh Hoa Lan TV đang tác nghiệp quay về cây kiếm. Và ở bên cạnh của tôi ở đây. Cái này là cây thanh đạm Indo. Mướt không các bạn? Tuyệt vời không? Hôm nay tôi có một cái áo của kênh Hoa Lan TV màu vàng. Tươi rồi giỏi luôn. Áo mới tinh luôn các bạn. Đấy. Anh Kiệm anh ấy cũng nhiều màu mè lắm. Anh ấy làm ra cả chục màu cơ. Rất là hay luôn đấy các bạn. Các bạn muốn liên hệ áo đồng phục của kênh thì các bạn liên hệ anh Kiệm nhé. Các bạn viết ở cái mục bình luận ấy ạ. Thưa các bạn, ở đây là một cái vườn lan Mokara cắt cành của chị Nhung ở Củ Chi. Những cái cây lan rất là đẹp. Và ở đây thì chị Nhung ngoài cái bán cành hoa ra thì còn có bán cả giống những cái cây này. Nếu mà bạn nào thấy cái mô hình kinh tế trồng lan cắt cành mà có hứng thú thì các bạn có thể liên hệ với chị Nhung để mua giống. Cũng như là chị Nhung rất là sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cái cây này để đạt được hiệu quả kinh tế. Thì bây giờ tôi sẽ phỏng vấn một chút chị Nhung để giao lưu với chị cũng như là giao lưu với quý vị khán giả. Em xin chào chị. Chào tất cả các bạn, chào em. Xin hỏi chị Nhung là cái vườn Mokara này của chị á, là chị trồng được lâu chưa và cái hiệu quả kinh tế nó có tốt không ạ? Mokara thì cái vườn này á, mình đã trồng khoảng được 5 năm và mình đã hồi xưa nếu như mà trồng 5 năm thì nó cao như cái phía bên kia. À đây à chị? Phía bên kia. Đây ạ. Và khi mà nó cao quá như thế này thì cây nó sẽ bị đổ ngã và cái năng suất nó không cao nữa thì bắt đầu phải hạ xuống. Và khi hạ xuống thì mình phải cắt trên kia, một là mình chia sẻ giống. Mình cắt khoảng nửa mét hoặc là một mét thì đó mình chia sẻ giống. Đây ạ, giống như bên này đây phải không chị? Cây này đây. Đây, giống như cây này là mình mới hạ xuống. Đâu, dạ khoan, khoan chờ em một chút ạ. Những cái cây này là mình mới hạ xuống. Cái cây này là chị hạ xuống lâu chưa chị? Mình hạ xuống cây này là hạ xuống hồi đầu năm. Đây, hạ xuống được 9 tháng đấy nhỉ, 8 tháng đấy nhỉ. Bộ rễ đẹp nhỉ. Bây giờ mình trải chấu đây làm gì đấy chị? Tại vì cái giá thể thường thường hồi xưa người ta trồng là trồng bằng vỏ lạc á, vâng. Vỏ đậu phộng á. Nhưng mà bây giờ cái vỏ đậu phộng nó quá đắt rồi. Cho nên là mình trải bằng vỏ chấu để giữ ẩm. Còn ở dưới này có thể là bằng than hoặc là bằng toàn là than hết nhỉ? Bằng than vụn đó. Than này bao nhiêu sen hả chị? Than này là mình mua cái than phế phẩm của lò ấy than ấy cho nó rẻ. Than này mình để 10 phân hả? Ừ. Dạ, bên dưới là đất hả chị? Ở dưới là đất. Ây dạ. Rồi, còn okay. Nếu như mà mọi người có thể ở dưới đó bằng đá, dạ. Hoặc là bằng xà bần hay là bằng cái gì cũng được. Rễ này chị này, đẹp không? Rễ xanh này. Quá đẹp. Cái này hình như còn theo như thầy Tám Ngọc giảng là nó còn phòng được ếch ốc sên. Đúng rồi, ốc sên thì nó bò vào đây là nó sẽ sót. Dính và rát, nó sót, nó không rát. Có ra. Con ốc sên nó sợ bò vào đây lắm. Dạ. Nó bò vào đây nó không bò được. Ốc sên bò vào là nó bị dính nhớt ạ? Không, cái nhớt của nó sẽ dính cái vỏ ốc này nè, dạ. Vào trong cái lưỡi của nó và nó không lấy ra được. À rồi. Cho nên là nó sẽ không dám bò vào đây. Giống như là mình mà chống ốc sên, mình bóp cái vỏ trứng á, mà nhuyễn ra mình giải á, thì ốc sên nó bò vào là nó không có lấy được cái
cái đó ra khỏi nó dính vào luôn và nó sẽ chết, nó không ăn được thì nó sẽ chết, con ốc sên nó sẽ bị chết. Cái bông này đẹp nhỉ, một cái vòi hoa này có đạt tiêu chuẩn để bán chưa chị? Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bông. Khi người ta cắt là ở trên đầu nó còn 3 cái nụ nữa thì người ta mới cắt. Chứ còn nếu mà cắt sớm như thế này thì cái ở trên này nó non thì nó sẽ bị dễ bị gãy. Một cái vòi này bán bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ thì nó rẻ lắm, hồi xưa thì nó đắt nhưng bây giờ bán chỉ được khoảng 5 ngàn hay là 3-4 ngàn. À, đến Tết hoặc đến ngày lễ Tết thì nó mới mới đắt lên. Mới đắt thôi, chứ còn ngày bình thường thì này. Bây giờ ví dụ như là em muốn sưu tầm cái giống này đi, một cây như thế này này, là bao nhiêu tiền chị? Kích thước và tiền, ví dụ mua 10.000 cây đi, mua một xào đi, mua để trồng một xào ấy ạ. Cây 1.000 mét ấy. Nếu mà mình mua với số lượng lớn thì khoảng 3-4 chục một cây. À dạ, rất là rẻ đấy các bạn ạ. Cũng rất là hợp lý luôn ý. Ở đây mình bón phân theo cái cách của thầy Tám phải không chị? Đúng rồi. Thì sơ sơ chị chia sẻ một tí cái sườn được không ạ? Để... Thì thường thường là cây mà đã lớn như thế này, cây mới trồng thì mình mới trồng 30-10-10, mình mới xịt. Ví dụ như cái cây này chị mới hạ xuống này, thì mình cho nó chế độ ăn 30-10-10. Còn cây mà đã lớn như thế kia rồi thì mình phải tưới 6-30-30 lần kali cao để kích hoa. Tại vì cái mùa này cây nó rất là ít hoa tại vì mưa và nó ít nắng. Cái cây này đực cực kỳ, nó rất thích nắng. Trên nhiều các bạn nhìn lưới này nhiều khi cứ phải không phải lưới rách đâu mà để mở ra cho nó thông thoáng và nó có nắng nhiều thì nó mới ra hoa. Mùa này cây rất ít hoa tại vì trời âm u, ít nắng lên cây ít hoa. Vậy là một tuần mình phun một lần hay là 3 ngày một lần ạ? 3 ngày một lần. Như cái cây nhỏ này là 3 ngày một lần, 30-10-10. 30-10-10. Còn cây lớn để mình kích ra B1 nữa. Còn còn bên kia là 6-30-30. Rồi lâu lâu mình cũng phải xịt kích rễ cho nó ra đó. Dạ vâng, quá tuyệt vời luôn. Thế là cái này là màu là mình mua là Aloso luôn hay là mình chọn được màu hả chị? Chọn được màu chứ, tất cả những cái này. Em thấy ở đây có cái đỏ, có cái bọc đô, có cái vàng này. Đúng là rồi, từng có nhiều lắm. Như vậy là ở đây chị mã số hết đây phải không ạ? Mã số 14 là hoa vàng phải không chị? Đây. Không, mấy cây này cây này là vàng nến. Mấy cái núm này là vàng nến. Dạ. Mình vàng nhìn nó cũng có nhiều loại vàng. Mình nhìn cây mình có biết được hoa không hay là chỉ phải nhìn hoa hả chị? Chị bây giờ chị quen rồi thì chị nhìn cây này chị biết nó là cây gì và nó ra hoa màu gì. Wow. Còn mọi người chưa quen thì không biết được nó là cây gì đâu. Ở đây là mình trống nó bằng ống nước các bạn ạ. Đây, ống nước này. Rồi cột lên một sợi dây thép ở bên trên rất là chắc để cho cái cây nó bò lên. Nó bám là có chỗ nó dựa đấy, có chỗ nó dựa đấy. Tuyệt vời ạ. Nếu như mà các bạn bây giờ các bạn mà trồng kinh doanh, các bạn nên trồng loại này. Đây này là cái gì đấy chị? Rente. Cái này là cái hoa nó đang được giá nè. Em đi vô đây quay cái bông của nó nè. Vâng, em biết rồi nhưng mà chỗ này lầy quá. Vừa mới mưa nhỉ chị nhỉ? Mưa cả buổi chiều ấy. Mưa lớn luôn ấy. Vòi hoa nó dài nè, và nó phân nhánh nè. Và cái cây này người ta hoa nó hơi chuộng. Cái Rente. Rente là đỏ đấy. Rente là đỏ. Vâng. Tuyệt vời các bạn. Hoa này chắc bền lắm chị nhỉ? Mấy tháng chị? Cây này mà mình chơi trong vườn mình bề đẻ thì nó bền lắm. Còn đằng kia là có cả cát nữa phải không chị nhỉ? Đúng rồi, đây, cát. Nhà chị thường thường là cát xưa. Dạ. Cái này là cát xưa lắm ấy. Này chắc chỉ để chơi thôi chứ. Bây giờ để chơi chứ buôn bán gì cái này đúng không chị? Chơi thôi đấy này. Dạ. Ông xã chị thích. Mấy cái cát này là xưa lắm rồi. Dạ. Và bây giờ nhiều người không có đi tìm. Cát xưa. Vâng, bông nó hơi nhỏ nhưng mà nó có cái... Nó là loại xưa mà nó thơm. Vâng. Dạ. Mới mưa thì nó không ấy, nhưng mà nó sai hoa lắm. Dạ. Em nhìn thêm tất cả các thân nó đều cái nào cũng có nụ, cũng có hoa nè. Dạ vâng. Không, cây nào cũng có hoa hết. Đó. Ui, đằng này mình còn có cả hoa ớt kìa. Đấy, lan ớt kìa. Có lan ớt, có ớt nhiều lắm. Này chị cắt ớt chắc cay lắm đây. Cây ren rết này thì bây giờ nó có kinh tế hơn là trồng mấy cây kia. Cây ren rết này thì ước chừng khoảng tầm 1.000 mét vuông. Thì kinh tế một năm cắt ra khoảng bao nhiêu chị? Tính trung bình năm đi. Chị chả biết.
chả tính đâu, tại vì tóm lại là bây giờ ví dụ như bây giờ em muốn một tháng em kiếm được 10 triệu đi thì em phải đầu tư ra bao lâu? Không biết, tại vì cái này là lương hưu của ông mà ông cắt ông bán, còn chị đi làm. À, nghĩa là ông xã chị giấu rồi gì? Ông muốn bán ông cắt được bao nhiêu thì kệ em. Dạ. Ông mua rượu uống. Dạ. Chị đi làm. Dạ. Ồ, đây là cái số điện thoại của chị Nhung ở Củ Chi các bạn ạ. 0918 011 399 0918 011 399 là chị Nhung. Thì các bạn muốn mua giống hoặc là giao lưu giống với chị Nhung hoặc là hỏi về kỹ thuật trồng và chăm sóc những cái cây Mokara thì các bạn có thể liên lạc với chị để học hỏi giao lưu thêm. Nãy tôi quên đấy các bạn ạ. Xít nữa thì sót mất một cái vấn đề rất là quan trọng. Tôi đang ngồi ở một cái chậu, một cái chậu hoa súng thơm lắm các bạn ạ. Đấy, ở đây có một cái bông màu đỏ này, màu đỏ tía, để ở giữa sân. Chắc mình cũng là người lãng mạn nên mình thấy thích cái thiên nhiên này lắm các bạn ạ. Đây, các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh Hoa Lan TV. Chúc các bạn vui vẻ và chơi lan hạnh phúc.